sẽ được thưởng tối đa là 50 triệu đồng. Chung tay hành động vì một nền nông nghiệp bền vững, an toàn, không nhiễm độc. Bản Kim Su Hiên, đạo diễn Dâng Ưn Doang, diễn viên Ông Si Uôn, Alex Lee Sun Tae, Kim Hae Suk, Park Sung Kyu, Baek Jung Min, Song Seung Hwan cùng các diễn viên khác.